Quý vị và các bạn đang đến với podcast của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý cụ, quý vị thính giả, trong ngày lễ tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, mỗi người luôn có một cách thể hiện khác nhau để quan tâm, kính trọng tới những người bà, người mẹ, người vợ, người chị thương yêu gần gũi của mình. Đó có thể là những lời chúc ý nghĩa, là món quà gửi gắm bao tâm tình, là những cử chỉ đầy yêu thương, trân trọng. Mở đầu cho trang thơ với chủ đề Quà tặng tháng 10, mời quý cụ quý vị thính giả cùng đến với bài thơ Huyền thoại mẹ của tác giả Cao Tiến Kỳ, là hình bóng của những người mẹ Việt Nam tảo tần, chịu thương chịu khó, giàu đức hy sinh. Có nỗi nhớ cồn cào không thể nguôi ngoai, hình bóng mẹ hiện về trong mưa bão. Gió rin rít cột kèo tre rệu rạo, gốc xoan già đẻ nát vại dưa chua. Mẹ đội trời chẳng chống dưới cơn mưa, trong khuôn mặt võ vàng hốc hác. Đồng so bão cò về ngơ ngác, lúa no đồng bẹp dưới váng phù sa. Mẹ lại nghiêng đồng bắt nước chảy ra, trong cái đói lắt lay ngày tháng 8. Có nỗi buồn rưng rưng năm tháng, chị sang sông biển biệt tin chồng. Hồn anh đã hòa vào cây cỏ núi sông, chị lặng lẽ thờ chồng nuôi mẹ. Có nỗi đau tột cùng nhân thế, biểu tượng vĩnh hằng mẹ thứ Quảng Nam. 13 lần đầu trắng khăn tang, nén đau thương vì tự do độc lập. Có những người con gan vàng dạ sắt, trước họng súng quân thù bất khuất hiên ngang. Ôi tự hào huyền thoại mẹ Việt Nam. Thưa quý vị, những món quà dành tặng cho một nửa yêu thương, dù với hình thức vật chất hay chỉ đơn thuần mang ý nghĩa tinh thần, thì điều quan trọng nhất mà các món quà mang lại chính là thông điệp tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, hướng về nhau. Hạnh phúc đôi khi bắt nguồn từ những điều chân thành, dung dị như thế. Bài thơ Món quà tháng 10 là những tâm tình mà tác giả Nguyễn Bá Thuyết gửi gắm dành tặng cho những người phụ nữ yêu thương. 20 ngày đẹp tháng 10, món quà trân quý gửi người gần xa, tình ông con cháu anh cha. Dâng lên tặng mẹ, tặng bà kính yêu, vợ hiền vất vả đã nhiều, ngày đêm gian khó sớm chiều chồng con. Chị em một dạ sắt son, trọn bề gia thất nước non trăm đường. Chăm lo tình nghĩa yêu thương, chỉnh chu vun vén căn lường trước sau. Trong gian khó chịu khổ đau, đến khi hạnh phúc nhận sau lặng thầm. Một đời gieo hạt ươm mầm, một đời lặng lẽ âm thầm vươn lên. Mừng bà, mẹ, mừng chị em, mừng nhiều sức khỏe, mừng thêm nụ cười. Ngày phụ nữ đến đây rồi, gửi quà cùng với những lời thân thương. Thưa quý vị và các bạn, trên thế gian này khó có ngôn từ nào, tứ thơ nào có thể nói hết được về tình thương của mẹ. Cũng rất khó có thiên truyện nào có thể kể đủ những vất vả hy sinh khi nói về cuộc đời của mẹ. Một cuộc đời thầm lặng hy sinh, tảo tần hôm sớm, nuôi nấng đàn con thơ nên người. Với tình yêu và lòng biết ơn, tác giả Nguyễn Thủy đã gửi gắm tâm tình dành cho mẹ qua bài thơ Mẹ. Mời quý vị cùng nghe. Sáng xuôi chợ, chiều lên nương, bàn chân dầu dãi vệ đường ngõ quê. Đôi quang gánh mảnh nón mê, sờn vai theo những bộn bề lo toan. Chập chờn thềm nhà bóng loang, nghe gà sục sức mơ màng chợ xa. Mấy đồng bạc lẻ cũng là quả bầu trái bí vườn nhà làm thôi. Chợ làng họp giữa nắng nôi, bán mua là cả tiếng cười đầu tiên. Chẳng nghe thấy mẹ trách phiền, cửa nhà êm ấm lề quen bao ngày. Niềm mơ sớm tối đong đầy, dẫu sau vành nón phủ dày phong sương, vẫn quen phiên ú phiên lường, như đời mẹ với mảnh vườn nuôi con.